Tử vi tuổi Nhâm Thân 1992 năm 2022. Xin chào quý vị, tôi là Việt My, là trợ lý của thầy Gia Cát. Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Phong Thủy Lộc Tài Cải Vận, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi của tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 về sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe và sao chiếu mệnh trong năm 2022 sẽ giúp mệnh chủ tuổi Nhâm Thân nắm bắt được những điều tốt và xấu, để từ đó có những chuẩn bị tốt nhất, có được may mắn và giúp mọi việc hanh thông trong năm Nhâm Dần 2022. Và bây giờ hãy theo dõi video để cùng chúng tôi tìm hiểu về tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong năm Nhâm Dần 2022 và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe Huyền My chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm thông tin hữu ích hơn. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh Thái Tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, Thái Tuế năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hầu. Để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Nhâm Thân hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế. Vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày giờ sử dụng cho mệnh chủ tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Vậy nên, mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Sau đây là phần tổng quan tử vi của anh chị tuổi Nhâm Thân trong năm 2022. Tuổi Nhâm Thân 1992 mang mệnh kiếm phong kim, là người có tài lãnh đạo, là những nhà lãnh đạo trời sinh. Họ thông minh và khéo léo trong giao tiếp, thích trở thành người nổi bật, thích chăm sóc cho mọi người. Đôi khi họ gây phản cảm bởi quá kiêu căng và ngạo mạn. Đây là điều mà người tuổi Thân mệnh này nên thay đổi để không ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này. Quý vị thân mến, nói về tử vi của các anh chị tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 vào năm Nhâm Dần, thì về địa chi, Thân gặp Dần xung khắc địa chi. Các anh chị cần hết sức chú ý thời điểm này sẽ xấu trên các phương diện. Còn về thiên can của anh chị tuổi Nhâm Thân trong năm đó chính là Nhâm Dương Thủy gặp Nhâm Dương Thủy là tỷ kiên, nghĩa là tỳ hòa với bản mệnh. Trong năm nay, các anh chị tuổi Nhâm Thân cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Anh chị cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mà anh chị đang tiến hành. Ngoài ra, anh chị cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục, thể thao và tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Tháng may mắn trong năm 2022 của anh chị là tháng 4 âm lịch. Xem tử vi năm 2022 của anh chị tuổi Nhâm Thân cho thấy tuổi hợp đối với mệnh chủ là tuổi Canh Tý 1960, Nhâm Tý 1972, Giáp Tý 1984, Giáp Thìn 1964, Bính Thìn 1976 và tuổi Mậu Thìn 1988. Cuối cùng là sao chiếu mệnh của anh chị tuổi Nhâm Thân trong năm 2022. Các anh tuổi Nhâm Thân năm nay gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao này là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn.
khi bị sao Thái Bạch chiếu mạng, trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao Thái Bạch hàng tháng. Sao Thái Bạch kỵ nhất là vào các tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Còn đối với các chị tuổi Nhâm Thân, trong năm Nhâm Dần, may mắn được sao Thái âm chiếu mệnh. Đây là một cát tinh, hóa khí là phú và tài bạch, chủ cung điểm trạch. Tiền tài của sao Thái âm có được là do tích lũy dần, một đời tiền bạc ổn định. Sao Thái âm thuộc thủy là tinh túy của nước. Sao Thái âm rất tốt cho phụ nữ. Nam giới được sao Thái âm chiếu mệnh sẽ được bạn bè là nữ giới giúp đỡ, đặc biệt là tiền bạc. Thế nên sao Thái âm còn được gọi là tài tinh. Khi có sao này được kết tinh thì sẽ làm ăn phát đạt, mọi chuyện hành thông vào tháng 9. Ngoài ra, việc tìm lành tránh dữ là nhu cầu nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an và giải hạn là hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ nghênh sao giải hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng nghênh sao giải hạn, thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ nghênh sao giải hạn năm 2022 cho tất cả mọi người, mọi nhà và đặc biệt là mệnh chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Để đăng ký tham gia nghi lễ nghênh sao giải hạn, mệnh chủ hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của thầy Gia Cát. Và trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Vậy nên mệnh chủ tuổi Nhâm Thân hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy để đặt lịch gặp thầy và để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy và các vấn đề trong cuộc sống mà mệnh chủ đang gặp phải. Đặc biệt, anh chị tuổi Nhâm Thân trong năm 2022 cần cẩn trọng và chú ý trong tháng Nhâm Dần, tức tháng 1 âm lịch, từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với những gia chủ Nhâm Thân. Vào những ngày này, các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đâu ập tới. Vào những ngày này, mệnh chủ cũng tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu cứ tiến hành vào ngày này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, anh chị tuổi Nhâm Thân không nên tiến hành những công việc trọng đại, quan trọng trong thời gian này. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, Huyền My xin chia sẻ rõ vận trình của anh chị tuổi Nhâm Thân trong năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Trong năm Nhâm Dần 2022, gặp cục diện xung thái tuế nên con đường sự nghiệp của anh chị tuổi Nhâm Thân gặp nhiều trắc trở gian nan, may mắn hiếm hoi mà xui xẻo đầy rẫy. Sự nghiệp của anh chị tuổi Nhâm Thân có thể sẽ không có kết quả tốt. Về cơ bản, anh chị sẽ bận rộn với công việc thường ngày, nhưng kiếm được ít thành tích hoặc thu hoạch. Hoạt động kém của công ty sẽ khiến anh chị cảm thấy vô vọng khi được thăng chức hoặc tăng lương. Nếu anh chị đủ khả năng, anh chị có thể xem xét thay đổi một công việc để làm việc trong một công ty có triển vọng phát triển lớn hơn. Tuy nhiên, trước khi nhảy việc, anh chị không nên quá vội vàng, phải chọn thật cẩn thận và kỹ lưỡng. Ngoài ra, thái tuế hung tinh đại diện cho cơ quan chấp pháp, cho nên anh chị đừng để bản thân mắc sai lầm hay để lộ điểm yếu. Nếu không, đó sẽ trở thành mối nguy hại cực kỳ lớn đối với công việc của anh chị tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Điều đó còn khiến anh chị lâm vào cảnh khốn cùng. Chính vì vậy, để kích hoạt vận khí, giúp mọi việc hành thông và thuận lợi, thì anh chị tuổi Nhâm Thân cần phải mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp các mối quan hệ được phát triển hơn, hóa giải xung khắc không may xảy ra. Đồng thời với năng lực ngưng tụ thiên địa nhân sẽ giúp anh chị tuổi Nhâm Thân kích hoạt tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và chiêu mời quý nhân phù trợ cho anh chị trong năm 2022. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Tử vi năm 2022 cho thấy những thăng trầm lớn trong tài lộc sẽ đòi hỏi anh chị tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 phải đặc biệt chú ý.
Nếu anh chị có thói quen đánh bạc, anh chị nên từ bỏ nó trong năm nay, vì những điều xui xẻo sẽ khiến anh chị mất rất nhiều tiền. Anh chị cũng đừng dựa vào một số dự án đầu tư có lợi nhuận cao, bởi vì điều đó sẽ không giúp anh chị kiếm được tiền, mà thậm chí mất tất cả tài sản của mình. Ngoài công việc chính, anh chị cũng có thể tìm thêm nhiều cách để kiếm tiền trong thời gian rảnh rỗi. Bên cạnh đó, vì xung thái tuế nên năm nay tài vận của anh chị tuổi Nhâm Thân sẽ bị nhiễu loạn. Cho nên, để cải thiện vận may trong sự nghiệp và tài lộc năm 2022, Thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tế, thìn. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi và xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Nhâm Thân, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Đối với tình yêu và mối quan hệ tình cảm trong năm Nhâm Dần, những anh chị tuổi Nhâm Thân đang độc thân sẽ có ít may mắn. Nếu anh chị không gặp được may mắn, đừng quá lo lắng mà hãy kiên nhẫn chờ đợi. Nếu anh chị đã kết hôn, cuộc sống trong năm có thể trở nên căng thẳng và anh chị có thể rơi vào tình trạng mất cân bằng trong việc thích nghi với em bé mới và dành thời gian đầy đủ với gia đình và công việc. Còn đối với các anh chị tuổi Nhâm Thân đã có đôi, tình cảm đôi bên thời gian này cũng không được ổn định như những người khác. Các anh tuổi Nhâm Thân trong thời gian này sẽ phải chịu nhiều áp lực về kinh tế, lại hay ghen tuông, gây ra những tổn thương cả về thể chất và tinh thần với đối phương. Cũng có những lúc các anh vì tình mà đau khổ, bị dối lừa vì quá si mê. Còn với các chị tuổi Nhâm Thân sẽ có nhân duyên vượng hơn so với các anh. Song nhìn tổng thể vận trình cũng không sáng sủa hơn là mấy. Các anh sẽ phải chịu áp lực lớn về chuyện tình cảm, dễ trải qua những sóng gió bất trắc và thất bại hết lần này tới lần khác. Vậy nên, để kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên anh chị tuổi Nhâm Thân hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thi thể nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những anh chị tuổi Nhâm Thân còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Nhâm Dần. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Đường sức khỏe của anh chị tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong năm Nhâm Dần không được tốt cho lắm. Anh chị trong năm gặp hạn xung thái tuế, hung tinh không ngừng đeo bám, cho nên sức khỏe sẽ là điều anh chị cần lo lắng nhiều hơn trong năm 2022. Ngoài sức khỏe của chính mình, anh chị cũng phải quan tâm đến bố mẹ và con cái. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, hãy quan tâm nhiều hơn về gia đình và chăm sóc họ càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, vì lợi ích sức khỏe cho chính mình, hãy phát triển lối sống lành mạnh và đừng tham công tiếc việc, vì sức khỏe là nền tảng của bất cứ điều gì khác. Một khi vấn đề sức khỏe phát sinh, hãy dừng những gì anh chị đang làm để hồi phục thay vì tiếp tục với nó. Ngoài ra, Thầy Gia Cát còn khuyên anh chị tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của anh chị tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng Huyền My tìm hiểu vận hạn của anh chị tuổi Nhâm Thân trong vận trình năm 2022 theo sao hạn để hiểu rõ hơn nhé. Trong năm Nhâm Dần, các anh tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 gặp phải hạn Thiên Tinh. Nhắc đến hạn Thiên Tinh, người xưa có câu thơ như sau: Thiên Tinh phải mắc dạ tài ngũ hình. Có nghĩa Thiên Tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các căn bệnh về đường tiêu hóa, đường ruột. Còn bị ngộ độc thực phẩm không kịp điều trị, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Hạn Thiên Tinh là hạn nặng nhất với chị em phụ nữ. Khi gặp phải hạn này, sức khỏe ngày một yếu đi,
mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa, rối loạn chức năng hấp thụ. Không những vậy, khi gặp hạn này sẽ gặp nhiều tranh cãi, dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý. Công việc làm ăn không chính đáng vướng vào vòng tù ngục, tội phạm. Tài bè vạ gió bị người khác vu khống hãm hại. Còn đối với các chị tuổi Nhâm Thân, năm nay gặp phải hạn Tam Kheo. Hạn Tam Kheo là hạn xấu chủ về sức khỏe, chú ý đến các chấn thương ở tay chân. Không những vậy, khi gặp hạn này không nặng thì nhẹ, tai ương kéo đến bất ngờ. Bất kể là ai gặp hạn này đều mắc bệnh về xương khớp tay chân, nhẹ thì đau nhức, mệt mỏi, nặng thì đa chấn thương, gãy xương. Tham gia lưu thông dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm đến chết người. Trong cuộc sống thì chịu cảnh tài tiếng thị phi, tình cảm trong các mối quan hệ dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, bị người xung quanh lên án, phê bình, châm biếm, coi thường. Đặc biệt khi gặp hạn này chịu nhiều áp lực về tâm lý, bất an, lo lắng. Trên đây Huyền My vừa chia sẻ với quý vị về vận trình anh chị tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Thầy Gia Cát khuyên anh chị trong năm Nhâm Dần sẽ cần mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc và tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Ngoài ra, vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là anh chị tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp, phù long, tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin phía dưới và bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông bồn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.